chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách sản phẩm giấm đen giảm cân Orihiro Nhật Bản. Giấm đen giảm cân Orihiro có dạng viên, mỗi gói có 216 viên. Thành phần chính của sản phẩm là chiết xuất từ gạo lứt đỏ lên men, ủ theo phương pháp cổ truyền, kết hợp với vỏ trấu và bột đại mạch, quả mơ tươi, tinh chất lá tía tô, tinh chất dầu vừng. Có tác dụng giảm cân rất hiệu quả đã được ghi nhận. Dạng viên còn chứa lượng axit amin có lợi cho sức khỏe gấp 10 lần dạng nước uống. Hạn sử dụng được in trên sản phẩm nên khi mua hàng các bạn vui lòng kiểm tra. Tất cả các sản phẩm thực phẩm chức năng của hãng Orihiro Nhật Bản đều có mã code in trên mỗi sản phẩm nên bạn hoàn toàn có thể check để kiểm tra thông tin chính hãng về từng sản phẩm. Sản phẩm có công dụng giúp giảm cân hiệu quả, đặc biệt là phần bụng, đùi, bắp tay, bắp chân, dành cho những người bị mệt mỏi, ăn uống thất thường, nhất là những người ăn sáng không thường xuyên. Bổ sung vitamin duy trì sức khỏe và sắc đẹp, chống lão hóa. Ngoài sử dụng hiệu quả cho việc giảm cân, còn có những tác dụng thiết thực cho sức khỏe như ức chế hiệu quả bệnh ung thư đại trực tràng, giảm cholesterol, giúp máu lưu thông tốt, chống loãng xương, chống oxy hóa, ổn định huyết áp, giảm táo bón, đào thải độc tố ra ngoài cơ thể, làm đẹp da, chân tóc, giảm từ 3 đến 6 kg trong tuần. Kết quả này tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người, cung cấp lượng vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp trị bệnh ung thư, lưu thông máu và giảm táo bón. Những đối tượng có thể lựa chọn sản phẩm để sử dụng như phụ nữ cải thiện vóc dáng sau khi sinh và cho con bú, những người muốn giảm cân, những người muốn cơ thể khỏe mạnh hơn, không sử dụng cho trẻ em nếu đang sử dụng thuốc kê đơn, phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Khi sử dụng sản phẩm, nếu muốn đạt hiệu quả, tốt nhất bạn nên uống 2 đến 3 gói trong một liệu trình, ngày uống 4 viên, mỗi lần 2 viên trước hoặc sau bữa ăn 15 phút. Hãy liên hệ đến Orihiro Việt Nam để lựa chọn được những sản phẩm thực phẩm chức năng của Nhật chính hãng và đảm bảo an toàn chất lượng.